chị quay lại kênh YouTube của em. Thì hôm nay em có mặt tại chùa Chà Ba ha. Hôm nay bà con đến đây để lịch hóa đồng. Các đồng mà câu Phật tử. Quá đông ở đây Phật tử không biết ở đâu lại nhiều lắm. 66 có là 67 có là An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang có luôn hả cô bác chị? Cô từ đâu đến cô? Dạ. Cô từ đâu đến? Tiếp dục ở An Giang. Bà con cái này rất là đông ha. Hàng ngàn Phật tử đến đây đến chùa Chà Ba để chiêm ngưỡng ở đây để tham quan. Xe nhóc luôn. Đây dài dài luôn á cô bác chị.
Ừ? Dạ. Anh ở đâu? Ở đây rồi. Ở đây hả? Dạ. Okay. Vậy mấy tôi đi tới 20 chùa không? Không theo không? Không đâu. Dạ. Tức chút đi chùa nào nữa? Tôi đi vòng vòng đi hoài đi. Ờ. 20 luôn ha. À, vậy là nghe nói tham quan tới 20 chùa rồi các cô bác chị. Đi vòng vòng ở đây luôn. Khu vực chùa. Ồ, mấy cô từ An Giang đến ha. Bữa nay đi 20 chùa á. Đến từ An Giang. Đấy là bảy số 67 66 Sa Đéc. Đồng Tháp nhóc. Ồ, bốc kèn. Quá xe bữa đây quá. Bữa đây mình đi tới 20 chùa là hả anh? Ở đây chắc có thể đi từ 15 đến 17. Rồi nãy giờ sáng giờ anh đi được mấy chùa rồi? Chùa này mới chùa thứ hai à? Hai ngày mà. Ờ đi hai ngày á. Rồi chút xíu dự định mình có đi chùa nào không anh? Cũng biết cũng đi chùa bên kia nhưng mà mình không biết cái tên gì. Đây nè. Ông này là không biết chùa thôi nè. À đây ha. Chủ động luôn á. Chúc mình đi chùa nào anh? Vô chùa Phô Ca. Phô Ca gần đây. Gần đây nè. Dạ. Rồi đi. Vậy mình năm nào cũng đi chứ. Dạ. Vậy là chút xíu đoàn sẽ tới chùa Phô Ca hết cô bác chơi. Xe. Thì được biết là nghe nói là đoàn sẽ đi 20 ngôi chùa. Mới cái đi chùa thứ hai thôi hết cô bác chị. Đi 2 ngày lận. Ở đồng. Đoàn bắt đầu gời gời đi. Chim ngưỡng ngôi chùa của chùa Chạp Ba. Em quay một đoạn ngắn này thôi hát của bác chị. Thì đoàn cũng lại đi tấp hành luôn. Đoàn bây giờ tiến vào chùa. Đi tham quan chùa Phô Lô Ca.